trình Mama đang gỡ một trái sầu riêng của Daddy mua. Tưởng không ngon nhưng mà ngon không tưởng. Trái này Daddy mua được 9 phao 4,5 kg. Chợ đang giảm giá. Còn lạnh. Nó còn bị ngắt à. Cho nên gỡ ra khó chứ. Nó để ngoài chợ cả ngày rồi mà cũng không tan hết nữa. Rồi nó đâm đá còn có thể 3 ngày. Để nhiều quá nó nước nó chảy ra mềm hết nè. Nó được ngắt. Nước đáy mà được 2, 4, 5, 6 muối rồi. Còn nước thì tự. Muối cũng mỡ chứ. Tay xong em bật tay vô. Ây da. Trời ơi, hơi bị tay. Bị dính hả? Em bật tay vô đi. Đỡ gì vậy? Trầm không? Tụi đi nông lạnh rồi. Nông lạnh rồi. Nông lạnh rồi. Nó bị chín. Tụi tươi rồi, còn không lên. Chôm chôm, nó lú rễ mà nó không ra lá nổi. Sầu riêng này trọng được đâu. Rồi coi mấy cái đoạn YouTube mà cái cây sầu riêng nó bự bằng cái nhà 3 tầng là cái nhánh của nó tẻ ra nguyên cái sân à. Rớt chúng đầu hàng xóm à, có người thưa kiện mình. Cái nó làm được là đây trồng lại lá. Không, sầu riêng mà trồng có trái là phải đỡ. Sầu riêng nó rụng ban đêm không à. Bên đây mami lấy con dao phai cắt khui cái sầu riêng đông lạnh. Ngon. Nấm đá. Ồ, ngon, nói chung là ngon. Trời, sầu riêng cái này là kêu bằng sầu riêng Thái Lan là đúng á. Này món thông. Món thông hả? Ừ. Vì trái nó bự. Ngon, cái trong... này ngon nè, nó bự cũng ngon, cái này ngon nè, tưởng trong... không ngon. Tưởng là không ngon, ai chè. Ngon ngon tưởng. Quá trời muối luôn chứ nè. Cũng hơn chục muối á. Ăn nãy giờ. Ở trong cái khe kia có thêm vài muối nữa. Còn đông đá lạnh nhất nè. Muối nhiều quá. Còn thêm muối nữa. Rồi, 3 miếng này nữa thôi là mấy muối rồi ta? 2, 4, 6, 8, 10. 10 muối hả? Rồi ăn hết mười mấy rồi. Mười mấy muối đó. Còn bên nữa. Bên Trần đừng ăn nữa bên Trần ơi. Con không tiêu á, con ăn nó bệnh nhờ. Ăn cái này độc lắm. Cái này phải khỏe người ăn. Bữa nay nó ói mấy lần rồi đó. Sáng ói mấy lần rồi muốn bệnh rồi đó. Sợ ăn sầu riêng chúng. Trời quá chừng. Muối khủng luôn qua bên sầu. Cái này 9 kg mấy hả? Cái gì 7 kg hả? Cái 6 kg. 6 phao mấy. 9 phao mấy là 4,5 kg. Cái đó vui rồi đúng không? Kìa mai mốt vui. Để nó tan đá. Chưa ăn thì bỏ nguyên trái trong cái tủ lạnh bình thường ngăn ngăn lạnh á. Ăn để ngoài nó. Rồi mami bên trên. Trời ơi, sầu riêng ngon cực kỳ luôn, không phải một gì. Ngon ghê. Mười
mấy múi luôn á. À, đúng là chất lượng luôn á. Tưởng không tưởng thấy ra sầu bương bự ngon à già. Này cầu có vỏ mỏng với mấy đầu vỏ cũng đẹp à. Ra về vỏ mỏng. Ngon quá chừng luôn. Mười mấy múi luôn á. Dịch hết ra con. Làm bánh flan nữa kìa. Sẽ làm, sẽ làm. Để cho nó xem. Mấy muối, mấy muối rồi mami. Đâu con cầm thử coi cái đó là. Hãy ăn mấy muối. Ăn một muối à. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13 muối. Dạ đây là chiến tích lấy dao chặt. Ôi, bên dành được một dĩa sầu riêng hoành tráng luôn nè đi. Wow, ngon quá chị ơi. Ôi, sầu riêng nhiều lắm. Sầu riêng khủng luôn á. Này còn một trái nữa nè. Đây còn một trái nè. Còn trái để mà mất ăn. Rồi đi. Đi một dĩa sầu riêng ngon quá chừng luôn. Một dĩa sầu riêng này 13 muối. 13 muối mà muối to không à. Ngon. Trái này là 7 phao, còn trái này 9 phao mấy. Là mười mấy phao, hai trái mười mấy phao, 45 đồng. Lâu lâu ăn ngon một bữa. Hôm nay nó sale 2 đồng mấy một phao nên người ta mua quá chừng luôn. Đây là sầu riêng đông lạnh nha, nên không phải là sầu riêng. Không phải là sầu riêng kia, sầu riêng tươi tới mười mấy đồng một phao lận. Đây là sầu riêng đông lạnh nhưng mà ăn rất là ngon, rất là thơm luôn. Bến Trần ơi, Bến Trần nó cũng ăn được sầu riêng nè. Bến Trần cũng ăn được sầu riêng nè, đã đi. À, bóp bóp. Ngon quá chừng luôn. Ôi, Bến Trần mẹ giỏi chưa? ABC. Đưa cho mẹ đọc đúng không? Bến Trần đọc sách cho mẹ nè. Trời ơi, Bến Trần đọc sách giỏi nè, đã đi ơi. Bên Trình giả vờ đọc sách đó, nhưng Bên Trình nó xé sách không à. Hồi sáng nó lấy sách nó bỏ trong cái thau nước á. Không thì má nói cái vỏ cái Bên Trình ơi. Trời ơi, sầu riêng ngon quá chừng luôn các bạn. Sầu riêng mong thân ngon quá trời luôn. Lâu lâu ăn hai trái sầu riêng quá đã luôn. Hai trái mười mấy phao là mấy ký, 8 ký luôn, hai trái 8 ký. À, muối ngon có chừng sầu riêng Thái. Nó đông lạnh nhưng mà rất là ngon. Một trái này là tới 13 muối, 13 muối mà to lắm á. Mà ăn hết rồi, còn như đây. Thèm quá ăn hết rồi, còn đựng dĩa này. Còn trái này để mai mốt khui tiếp. Ngon quá chừng luôn. Bên Sình nó ăn được sầu riêng. Cho nên Bên Sình sầu riêng ngon nó mới ăn nè. Làm này cũng kém chợ nè. Trời ơi, mình đi. Quay góc này nó vàng rơi luôn. Cả sầu riêng hơn nhiều á. Sầu riêng đúng là sầu riêng ngon nè. Tưởng trái bự nó thấy nó tay bự thấy nó xấu xí chỗ này chỗ kia ai về. Khui cái nào mấy chất lượng luôn. Trời ơi, nhìn thèm luôn á chị. Lâu lâu quất hai trái sầu riêng ăn đã đợi.
Nhưng mà nó có mùa đó, là thề lấy. Nay đang mùa, nay đang mùa. Ngày mai lấy thề một tháng đi. Ngày hôm nay hai trái rồi, lấy thề một tháng. Hai tháng hết mùa. Nè, anh nói chợ gì? Chợ AA. Chợ AA. Ở gần con. AA là chợ gì? Bình Tàu. Ồ vậy hả? Tưởng chợ A, tưởng chợ A Đông chứ. Điện thoại ra đi, điện thoại xịn với phim đẹp quá. Trời ơi, đúng là điện thoại xịn có khác hay sao? 21, 30 quốc có iPhone 20. Tưởng tử trái bị sượn, bị hư. Để đi bỏ rác, đi bỏ giỏ. Để riêng hạt lép. Di lên bánh tre. Ăn cái nãy giờ hết dễ luôn à. Cái muối nào hôm nay khổng lồ luôn. Ngon quá trời. Giỡ mà sư vừa đi lấy xà riêng. Cái muối của nó nè. Cái muối của nó. Cái nào cũng nằm mà cái hộp nhà xíu. Cái hộp nhà xíu à. À, mình xin nó ăn được sầu riêng nên nó thẹt. Hai ca, có ăn sầu riêng không? Ăn nữa không? Cậu muốn ABC con đọc sách nè. Mình xin đọc sách giỏi nè. ABC. Lại đưa cho mẹ, mẹ đọc cho. Mẹ đọc cho. Con đọc sách à, con đọc sách à. Đem mày dạy cho. ABC không ai đọc cho con hả? Mày đọc cho con đúng không? Wow, cái này hình gì?